Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ ở bên nàng. Đó là lời hứa của ta. Em cứ bị mơ đi mơ lại một giấc mơ, trong đó có một chàng trai bị quân lính đánh đuổi. Chị nói điều này, tin hay không là quyền ở em. Em đang có người âm theo đó. Đi theo nàng ta bao nhiêu năm nay, bao nhiêu lần luân hồi chuyển kiếp, ta chỉ mong nàng ấy tìm được hạnh phúc cho mình thôi mà. Chuyện nhân gian sẽ có cái lý của nhân gian. Ngươi không còn là người nhân gian nữa thì đừng có xen vào. Nhưng mà ta phải ở đây để bảo vệ cho Mai, cho đến khi nàng ấy gặp được một người đàn ông tốt đã. Âm khí của ngươi sẽ hút cạn dương khí của cô ta. Nếu như ngươi còn ở lại lâu hơn, cô ta sẽ gặp nạn. Phụ mẫu đặt đâu thì ta ngồi đó. Nhưng trong trái tim của ta chỉ có chàng mà thôi. Kiếp này ta và chàng có duyên mà không có phận. Mà đang phá vỡ chiếc vòng đã đến thời điểm. Mình lên phía sau càng lúc càng đông, chạy chạy trước đi. Ta không bao giờ bỏ lại nàng. Nếu như còn một kiếp sau, ta nguyện ta hợp tình chàng mãi mãi.